Ok, chào tất cả những anh em, chào mừng những anh em đã quay trở lại với channel của mình là Redstream. À không, hôm nay mình là BNP Gaming. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gọi là chơi lại con cái gì nhỉ, chế độ đường đua tử thần. Vậy mình chán quá cho nên quyết định là mình sẽ gọi là gì nhỉ, lộ dọc thời gian để quay về chế độ đường đua tử thần. Đường đua cây cứu đúng hơn này, mà nói thật đường đua này hay đấy, nhưng mà xong đột kích ngay cái đợt này này, cái thời điểm mà mình đang chơi này này là hơi bị cứu đấy. Ok, chúng ta sẽ mở dù như nhỉ, mở dù cho chiếc ô tô nha, khá là hay đấy. Và hiện tại ok thì hiện tại là thanh niên đang vù 0526 kia sẽ là một thanh niên tài xế để cho mình là đi móc lốp móc xỉa địch, móc ít địch. Ok, chúng ta đã bị thông rồi, không sao cả. Cái tài lái xe áo của cái năm vù này thì chắc chắn là anh Phong với khả năng vút đầu thần trưởng băng đoán đang sấy, đang được sấy rồi, sấy không trúng một viên nào mà sấy cứ như là pro vậy. Úi hộ ơi, tầm này có mà kéo tâm bấm mắt ông nào kéo tâm hộ tôi cái đậu xanh cũng kéo tâm nổ luôn ạ. Vâng, bây giờ anh Phong đã quyết tâm là thể hiện khả năng lái xe cực kỳ thường thường của mình. Anh đã chạy rồi, anh đã sử dụng meter rồi, anh chạy như một thằng điên. Cũng may là anh không chạy bộ, nếu mà chạy bộ thì có lẽ là dép của anh đã không còn trong những tình huống vừa rồi. Anh nhìn bánh xe của anh đang nổ, chuẩn bị nổ dần, mẹ đang bị bắn sao, nhìn cái đen 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 ghê thế. Bình tĩnh các bác ơi, bình tĩnh thôi, cái em lái xe là lâu lắm rồi mới quay lại lái xe cơ mà, bình tĩnh đi chứ này. Ok, thì hiện tại là mình đang quay bằng con HTC cái gì U11 cái gì quên rồi, không sao cả, cho nên là chơi hơi bị lag, anh em thông cảm nhé. Anh không được thấy mình chơi điện thoại không? Hôm nay mình chơi điện thoại cho anh em xem luôn. Mình sẽ cùng quay lại cái đồ vào hố OB4. Tầm này chắc là cái tầm này là hình như là tháng 4 năm 2018. Cái này đã quay từ tháng 4 năm 2018 và bây giờ mình đã lôi lại để cho anh em xem. Chúng ta cùng nhau gọi là bình luận chém gió. Ảo tưởng rằng mà chế độ này nó sẽ comeback, chế độ rất là hay đấy, xem mà các bố quyết tâm được gì. Ok, chúng ta sẽ đến với khu vực cọc trời ý lộn, chúng ta sẽ quay lại khu vực rìa của doanh trại, rất là tuyệt vời. Ô, đang bị bắn rồi, anh Nam Vũ thì sấy một cái gì đó, sấy đéo được cái kim nào luôn. Và anh Phong thì vẫn chạy như một thằng điên, tiếp tục là nâng cấp đảo. Được kinh mà Mr. K 13133 gì đó đã bị loại bỏ. Số của hai thằng nhìn quá đen khi mà đối đầu với cả anh, nếu phải đối đầu mà là chơi chung trọng với cả là P1N509251P. Lúc này thì mình không phải là Red Team mà là P1N509251P. Tại sao mình lại nhớ cái tên như vậy? Tại vì mình đặt đi tay tinh mà, đặt đi tinh nhưng mà nó vẫn theo một cái ký tử nào đó. Chắc là anh em không biết được đâu. Và sẽ tiếp tục quay trở lại trận đấu đang diễn ra rất là gay cấn, khi mà anh Phong liên tục là lái xe, anh chỉ biết lái xe và chống chắn kẻ địch chứ bắn đi bông mày hay gì đâu mà căng thẳng, như là anh chỉ biết chạy mà thôi. Sự tự giác của xe, mặc dù xe không hư hỏng gì mấy, tại vì chúng tôi đang đeo trên người một cái giáp với một cái mũ, nhìn cái icon này tôi có thể hình dung ra đây là một cái giáp hỏng và một cái mũ hỏng, ông cũng giống cái mũ một hơn. Cái này lạ nhỉ, ai doanh trại đó nha bạn, đó lều kìa sân bay nè, khu vực sân bay của anh em nè, trời ơi ra khu vực sân bay luôn, tuyệt vời chưa. Không, nhưng mà tiếc là không có các khu vực mới đâu nha, không có là gì nhỉ, đài quan sát với cả là tháp đồng hồ đâu nha. Không sao cả, người ta đang lượn như này nó còn rộng và thoải mái hơn nhiều. Tới đố anh em nào có được những cái video như thế này tới đố luôn đấy. Có những người chơi pro như chơi sớm như tôi chơi được cái chế độ này thôi,
em đừng mơ mà có được nha. Mà không sao, anh em không cần phải có những video lưu giữ như thế này, tại vì anh em chưa ngủ mà đâu có hàng mò 200 số như mình đâu, đúng không? Xem clip này đấy, bên trái là có hai bệ. Anh thấy cái bệ không? Cái đấy là cái bệ đấy. Mặt xóa rồi chứ. À cái khu này nữa, cái khu này ở bên này. Ở bên này nó cũng có một khu bên trái. Cái khu đấy nó cũng không có tên nên mình không gọi là gì. Trời ơi, hoài niệm thật sự. Anh em lại chơi đồ nữa đi. Mình chơi một điện thoại đấy, đẳng cấp chưa? Anh em thấy tôi đẳng cấp chưa? Chơi cứ như là Pro Laser thế này gì. Bố nào mà đỡ cho lại, trời ơi. Trời xây nó phải gọi là cẳng cứ mỡ nó cấp luôn ạ. À. Em thấy gì không? Mở bớ một đợt này em bắn nhanh nhất luôn ấy. Xem những cái video giới thiệu của Garena ấy. Thì mở bớ và mở bớ một là khẩu súng trường bắn nhanh nhất trong tất cả các loại súng trường. Ska cực phế luôn ạ. À. Mở bớ một thì cái độ chính xác nó còn ngang ở Ska cơ mà. Không, nhưng mà tốc độ bắn thì vẫn hơn. Thế nên mình kiểu cũng thích bắn M4 nữa. Ở đây nâng cấp lên thì nâng cấp lên được rồi, ra nhưng mà khó lắm. Rồi rồi. Làm liên tục với phí thế, không ăn nó đi. Trời ơi, để nó ăn kìa. Nghe mấy thằng này để cho nó ăn nay còn gì. Nòng súng này thì chẳng qua là nòng súng chưa sơn, cho nên là chưa thể nhét được những cái đường đạn gọi là ngọt lịm cho vào mồm chúng mày thôi. Chứ tầm này mà đã sơn rồi nhá thì chúng mày chỉ có mà ăn cám mà thôi. Xe hỏa thì mình kia trồng hơn, chạy đi bạn ơi. Chạy đi, bốc cháy xe bây giờ, chạy đi. Sửa xe đi, cháy xe bây giờ. Cháy cái này trụi lồng bây giờ chứ nị. Đổi nhanh. Thanh niên này không biết sửa xe rồi. Mẹ 15 đi chữa xe mà nó không biết sửa. Trời ơi. Ê, cái dốc ở thung lũng này chứ còn leo lên được cơ. Thằng Mai Canada thật đấy. Thanh niên này nó ngồi lên, nó lại đéo bờ máu ạ. Vãi trưởng thật. Ngáo vãi. Còn máu mà ta. Và hiện tại thì trình sảng đấu, sảng dính của chúng ta chỉ còn lại là 2 xe. Mỗi xe là 2 người. Là cụ thể là bây giờ đang chúng ta. Ồ. Cái gì ấy? Không ma ta. Vâng, nói chung là còn 4 thanh niên địch xấu số nữa. Nó sẽ cùng xem là liệu là mình có thể lấy được cái bù da trong cái game đấu này không. Rất tuyệt vời, đó là những pha đánh văng cực kỳ là lắng lắc từ vị trí của bì game mình. Gắt vải luôn các bạn, gắt vải luôn. Trời quá gắt luôn chứ, gắt vải cái gì mà gắt vải. Có máu mà thanh niên nếu biết dùng đúng mày nó cứu thực sự. Quá cú luôn nha mà. Ôi, đi mà anh mà chạy này nha. Chạy hộ bố thì chạy. Hơ, đuổi tao đi. Sao mày không đuổi? Liên tục là phải bơm máu. Vì trong game đấu này máu thì rất là nhiều. Và đạn thì cũng vô kể luôn. Sấy thì đương nhiên là máu sẽ thua thiệt rồi. Vâng, what the fuck. Đù mày, mày ngáo à, con chó lợn này. Cúc ra cho bố mày thể hiện xem nào. Hãy xem ta đây. Dạ. Dạ. Ui trời ơi. Xin nội công mới nói là quá là thâm hậu đi các bạn ạ. Wow, tuyệt vời luôn. Những công này thì kẻ địch phải gọi bằng cầu luôn. Mày là mình ăn lại mình. À mới có cái cửa mà ăn phòng thà chứ không. Chỉ có mà ăn cũng cướp. Ôi đi mày nó bắn hai hướng gì. Đủ mí mày nó. Cái gì dữ dàng vậy. Trời ơi. Nó ở cái trần đấy em ơi. Ok. Thì chứ mình có lẽ kết thúc tại đây. Nếu anh thấy hay thì để lại cho mình một like và subscribe. Ok, bye bye nhé.